Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Thì hôm nay Du Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên, Du Danh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Du Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Danh. Một lần nữa, Du Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn, nhiều thật nhiều kính các bạn. Thì hôm nay Du Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh cũng xin giới thiệu với tất cả các bạn trong bức tranh quen thuộc của chúng ta. Hôm nay thời tiết ở bên ngoài rất là xấu, lại cộng thêm long thể của Du Danh bất an, long sàn có rận. Vì vậy, đang hầu như nó muốn bị cảm, Du Danh không muốn ra ngoài để ở trong nhà chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Thì cho Du Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Hôm nay là ngày thứ năm 28 tháng 11 của năm 2024. Kính thưa bạn, thì hãy nói tình hình chiến sự đang diễn ra khốc liệt mà lực lượng quân đội Ukraine đã đạt được thành công về tình hình ở miền Đông và kể cả ở tỉnh Kharkov cũng như phía Nga. Hôm nay là phải nói tin tức rất là nhiều, nhiều thật nhiều từ ở phía Nga giữa lúc mà NATO đã họp cuộc họp thượng đỉnh và giải pháp để cho Ukraine. Nhiều tin tức mà Nga đang nóng lòng và đang hồi hộp lo sợ rằng là chuyện đất nước Nga sụp đổ. Vì vậy phía Nga tuyên bố rất là nhiều, nhiều thật nhiều. Thì đầu tiên vô danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn nói đến là tin tức ở tại miền đông của Ukraine trong ngày hôm qua, sau khi Diêu Danh chia sẻ cùng với tất cả các bạn về những tin tức mà Nga tấn công từ ở khu vực của Buritka và kể cả như ở Kugakhovo cũng như Kupiansk, thì hôm nay theo lời của Bộ Phòng Ukraine đã công bố là lực lượng quân đội Ukraine đã tái chiếm hoàn toàn khu vực ở Kupiansk trong 2 ngày qua. Nga dồn dập tấn công vào lực lượng quân đội Ukraine, đặc biệt nhất là con sông Okhotsk mà Du Danh có thưa cùng với tất cả các bạn. Nhưng Nga bị một cú lừa ngoạn mục sau khi lực lượng quân đội Ukraine giả dạng để rút rời khỏi, nhưng một số đơn vị ém nhiệm trở lại và quân của Nga bắt đầu vào trong rừng. Khi đó từ ở trong rừng đánh ra và cộng thêm pháo binh, kể cả hỏa tiễn chống tăng cũng như luôn cả là hỏa tiễn HIMARS dập cho Nga một trận te tua, lực lượng quân đội Ukraine bắt sống hàng chục quân của Nga ở tại chiến trường này Kupiansk. Tình hình hôm nay ở khu vực của miền Bắc Kupiansk, tức là nối liền là giới thành phố của Zaporizhia, thì Nga cũng đang tấn công. Theo tin tức từ của Nga đã cho biết là Nga đã chiếm lấy một thị trấn hay là một ngôi làng gì đó, đó là phía Nga đã công bố, nhưng lực lượng quân đội Ukraine thì không có lên tiếng điều đó. Kính thưa bạn, mà các bạn biết tình hình chiến sự ở miền Đông và kể cả tỉnh quốc, thì nói việc mà giành giật với nhau từng tấc đất, lấy chỗ này lấy chỗ kia, bữa nay qua ngày mai thì bị mất. Bằng chứng cụ thể ở tại Kupiansk thuộc khu vực Matruska thì Nga đã chiếm lấy ở những khu vực chung quanh nơi đây trên dưới khoảng 7 khu dân cư mà lực lượng quân đội Ukraine chỉ dọn dẹp một ngày đã hoàn tất và tái chiếm hoàn toàn ở khu vực Kupiansk. Vì vậy là nói việc ở trận chiến thắng bại là chuyện đương nhiên, chỉ giây lát thì Nga đã mất lại vì Nga đưa binh lực tới đây không có nhiều, mà lực lượng quân đội Ukraine từ sử dụng máy bay không người lái đã kiểm soát và quan sát tình hình, bắt đầu mở đợt tấn công Nga thiệt hại từ nơi này. Đó là theo tin tức từ tham mưu trưởng Ukraine, kể cả bộ phòng đã công bố. Nhưng rạng sáng ngày hôm nay, Nga tiếp tục tấn công vào khu vực ở thành trì Buritka và kể cả khu vực Kharkov. Kính thưa bạn, thì bị lực lượng quân đội Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công đó. Nói đến lực lượng quân đội Ukraine đã đánh chặn và phá hủy chặn đứng ngay đòn tấn công của Nga với đòn xe tăng, xe bọc thép
và kể cả xe chở quân. Theo ước tính mà tham mưu trưởng Ukraine, ông Shiki, ông cho biết trị giá 11 triệu đô la bị lực lượng quân đội Ukraine đốt cháy hoàn toàn rạng sáng ngày hôm nay. Nga đang thất hồn kinh. Tức là bây giờ quân đội của Nga đang rơi vào trong cái thế là bất ổn, mà họ không còn tin tưởng về trận chiến ở miền Đông hôm nay họ có thể đạt được thành công. Dù rằng binh sĩ của Nga thì họ không muốn chiến tranh, họ không muốn chiến đấu, nhưng Putin và cấp chỉ huy của Nga đã ra lệnh mày phải lên, mày không lên mày chết. Như vậy lực lượng quân đội Ukraine không có được quân của Nga không có đường lựa chọn, phải đi đến cửa tử. Mà trước tình cảnh này, về tình hình ở miền Đông đang gay gắt, theo viện nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ đã nhận định về tình hình hiện nay là từ đây cho đến cuối năm, nếu như không có cuộc đàm phán chấm dứt thì quân đội của Nga sẽ bị bại nhược ở miền Đông, vì hàng ngày lực lượng quân đội Ukraine đã bào mòn quân của Nga. Con số thiệt hại phải nói là quá trầm trọng cho quân đội Nga. Vì vậy là Putin không thể nào đủ sức để tiếp tục cuộc chiến tranh này. Đó là theo viện nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ nhận định tình cảnh ngày hôm nay về cuộc chiến còn lại ở tỉnh quốc. Thì tỉnh quốc cũng đang giằng co khốc liệt. Nga tìm bằng mọi cách để tấn công, đẩy lùi lực lượng quân đội Ukraine ra khỏi tỉnh quốc trước thời điểm Tổng thống Donald Trump ông nhậm chức. Mà Vô Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua, như dấu hiệu cho thấy là Nga bị tê liệt hoàn toàn trước tình cảnh này. Nga hôm nay thì tuyên bố rất là nhiều đe dọa đến Ukraine và nhiều chi tiết mà Nga đã nêu ra. Nói đến lần đầu tiên, kính thưa bạn, là Nga đã công nhận rằng Nga đã thất bại ở tại tỉnh quốc khi hỏa tiễn ATAC-MS và kể hỏa tiễn Tom Sawyer đã tập kích nhấn sâu ở trong lãnh thổ Nga và phá hủy hai phi trường cũng như đạn dược và vũ khí. Thì Nga đã tuyên bố là Nga nhìn nhận là hỏa tiễn ATAC-MS đã tấn công vào phi trường, một cuộc tập kích mà Nga cần phải đáp trả từ bây giờ. Đó là phía Nga đã công bố nói xác nhận. Còn nói việc Nga bắn hạ như vậy là 5 trái hỏa tiễn HIMARS, trong khi Ukraine đã tập kích vào 13 quả, Nga bắn hạ được 5 quả. Thì Nga cũng trưng bày về hệ thống radar của Nga, radar bất bại bị Ukraine đốt cháy, và hình ảnh gửi radar. Phía Nga cho biết vì hệ thống phòng không F-400 và kể cả Fancy của chúng tôi đã bắn hạ những trái hỏa tiễn ATAC-MS do phương Tây hỗ trợ cho Ukraine, thì vì những mảnh vỡ này đã rơi xuống làm cho hai binh sĩ của Nga đã tử vong và 8 người đã bị thương. Con số bao nhiêu đó là hết. Đây là lần đầu tiên Nga đã trưng bày hình ảnh và xác nhận rằng đó là vụ tập kích của Ukraine bằng hỏa tiễn ATAC-MS trúng ngay chính xác mục tiêu. Thì theo tin tức từ Ukraine đã công bố vào ngày hôm qua mà Vô Danh có tư cùng với tất cả các bạn, hệ thống phòng không F-400 hai ngày phá hủy liên tục hai tổ hợp radar Fancy hầu như bình địa, và số quân của Nga bị thiệt hại nặng nề, bị thương nói vừa chết vừa bị thương, hãy tính hàng trăm người trở lên, không phải là một vài chục người, một vài người như Nga đã tuyên bố. Đó là những gì lần đầu tiên Nga nhìn nhận sự thật về hỏa tiễn ATAC-MS đã tập kích sâu trong lãnh thổ đất Nga. Nga cũng nhụm lướm lắc những cấp phục hậu của hỏa tiễn ATAC-MS và đang trưng bày để Nga nghiên cứu và sản xuất hỏa tiễn ATAC-MS. Đã chưa? Nga bây giờ không phải là vừa đâu nha. Ai nói tao bở đâu, tao cũng sản xuất được vũ khí đó, tao cũng làm được tất cả mọi thứ đó, qua những gì từ Nga đã tuyên bố. Đó là nói đến Nga xác nhận, nhìn nhận sự thật về sử dụng hỏa tiễn ATAC-MS đã tập kích vào đất nước của Nga. Thì tin tức mà đang sôi động ngày hôm nay là tin tức Ukraine đã có tin vui. Kính thưa bạn, nói đến Hoa Kỳ, đầu tiên là Tổng thống Biden, ông âm thầm và ông gặp
Quốc hội của Nga. Ông yêu cầu phê duyệt cái gói hỗ trợ cho Ukraine lên tới là 26 tỷ đô la, tức là tăng thêm 8 xin lỗi các bạn, tăng thêm 8 tỷ đô la và yêu cầu Quốc hội phê duyệt để hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trước thời điểm mà Tổng thống Donald Trump ông nhậm chức. Thì bây giờ báo chí đang đăng tin tràn lan mà Tổng thống Biden ông âm thầm ở phía sau để vận động cho Quốc hội là phê duyệt gói tài chính này. Đó là một trong tin tức cũng đáng mừng kính các bạn. Phần thứ hai, đó là Anh Quốc cũng hỗ trợ cho Ukraine một gói hỏa tiễn tôm sa đà. Theo các báo chí bình luận là thủ tướng của Do Thái, ông không xin lỗi, thủ tướng Anh Quốc, ông không nêu ra là bao nhiêu quả. Theo tin tức mà người ta cho rằng có thể hàng trăm trái hỏa tiễn tôm sa đà mà thủ tướng Anh Quốc ông đã chuyển giao cho Ukraine trong một cái âm thầm, thì ông chỉ tuyên bố và ông sẽ cung cấp cái gói hỗ trợ vũ khí cho Ukraine nhiều hơn nữa và không để cho Ukraine thiếu thốn. Ông không nêu ra là bao nhiêu trái hỏa tiễn tôm sa đà, nhưng theo tin tức mà từ Anh Quốc nhận định cho rằng với các quan chức của Anh Quốc là gói hỗ trợ cho Ukraine gói này lên tới hàng trăm trái hỏa tiễn. Đó là một trong tin tức về Anh Quốc kính thưa bạn hỗ trợ cho Ukraine. Thì bây giờ Ukraine chuẩn bị vào cuối năm như các bạn đã biết, mà cái gói hỗ trợ của năm 2025 thì hoàn toàn nó không có, mà Tổng thống Biden ông muốn cái gói hỗ trợ vũ khí này cho Ukraine trong năm 2025, mà Ukraine có đầy đủ vũ khí. Điều đặc biệt hơn là với Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, ông Antony Blinken, ông đã tuyên bố ở tại G7, ông nói chúng tôi không để cho Ukraine thiếu thốn vũ khí. Từ đây cho đến ngày mà Tổng thống Donald Trump ông nhậm chức, cũng như gói vũ khí hỗ trợ cho Ukraine của năm 2025 mà ông cũng không nêu ra là loại vũ khí nào cũng như bao nhiêu khoản tiền kính các bạn. Thì đó là một trong tin tức về tình hình ở Ukraine, ở tin tức đang mừng vui hôm nay, nói về Ukraine tiếp tục tập kích sâu ở trên lãnh thổ đất nước của Nga từ máy bay không người lái và kể cả hỏa tiễn tôm sa đà cũng như hỏa tiễn ATACMS. Điều mà người ta đang thắc mắc ngày hôm nay, nói đến hỏa tiễn tôm sa đà dùng hỏa tiễn tối tân do Anh Quốc và Pháp hỗ trợ, như vậy tại sao không thấy không quân của Ukraine hoạt động chẳng hạn như Mi-29 và kể cả F-16, vì chỉ có hỏa tiễn này từ ở trên không phóng xuống thì không có tin tức đặc biệt nào về F-16 hay Mi-29 Ukraine đã tập kích. Vì vậy người ta đang đặt nhiều vấn đề, đặt nhiều câu hỏi, có phải là chính Ukraine đã sản xuất ra được bệ phóng hay không? Đây là một trong các tin tức mà đang sôi động. Vì nói đến vũ khí này mà muốn đặt ở trong bệ phóng thì cả một vấn đề khó khăn, cần phải thiết bị nhiều thật nhiều và nghiên cứu. Vì vậy nói đến việc này thì khó có thể tin tưởng, ngoại trừ duy nhất là Ukraine sử dụng bằng F-16 hoặc Mi-29 hay Su-27. Đó là những chi tiết mà người ta đang bàn luận xôn xao về hỏa tiễn tôm sa đà tập kích sâu trong lãnh thổ đất nước Nga kính thưa bạn. Thì đây cũng là một trong tin tức mà người ta đang thắc mắc rất nhiều. Từ trước tới nay khi Ukraine được cởi trói và tập kích sâu ở trong lãnh thổ đất nước của Nga, thì tất cả các hỏa tiễn, nếu nói hỏa tiễn ATACMS thì bệ phóng chúng ta không nói đến, tầm bắn 300 cây số, đây là cái chuyện đã có bệ phóng sẵn, Hoa Kỳ đã trưng bày. Nhưng còn lại là tôm sa đà thì sao? Đây là vấn đề mà người ta đang thắc mắc ngày hôm nay. Nói đến tin tức về Ukraine kính thưa bạn, Nga hôm nay cũng tập kích vào miền Nam của Ukraine, phải nói là từ miền Đông, miền Bắc, miền Nam và kể cả thủ đô Kiev bằng máy bay không người lái, một cách khủng khiếp chưa từng có, hàng trăm chiếc. Theo lời của Tổng thống Zelensky, ông tố cáo là Nga
đang điên cuồng và nổi cơn điên để tập kích phá hoại cơ sở hạ tầng của Ukraine bằng máy bay không người lái Shahed 131 và 136, nhưng bị lực lượng quân đội Ukraine bẻ gãy và phá hủy hàng loạt máy bay không người lái này. Thì đó là một trong tin tức về Nga tấn công. Thì hầu như nói ngày nào Nga cũng có tấn công đủ loại, kể cả là tên lửa của Nga vào lãnh thổ đất nước Ukraine bằng máy bay không người lái, bằng tên lửa Kalin và tên lửa F-300, F-400. Vì tên lửa F-300, F-400 của Nga bây giờ không sử dụng được ở hệ thống lá chắn, bây giờ phải đập bắn thôi. Nhưng nếu bỏ đạn đó thì làm gì, kính thưa bạn, bắt buộc phải bắn. Theo như gì người ta đang bình luận về Ukraine ngày hôm nay, kính thưa bạn, một trong tin tức đặc biệt mà Ukraine mới vừa ra mắt trong loại tàu ngầm lặn chiều sâu 7 mét và chiếc mang đầu đạn như vậy là 700 kg, chiếc tàu chiều dài 5 mét, chiều ngang 1,5 mét và lặn sâu đảo thí nghiệm hoàn thành. Ây cha, hạm đội Biển Đen chết chắc. Kính thưa bạn, với tất cả những chiếc tàu ngầm này là những chiếc tàu ngầm tự sát không có người, mà hãy nghe là ở trong cái mục tiêu phát hiện thì bữa liền, mà theo dẫn tốc Ukraine đã cho biết là lên tới 45 hải lý một giờ, ngon lành cành đào. Kính thưa bạn, lặn ở dưới 4-5 mét radar bắt không được, nếu sâu radar bắt được, nhưng cái kiểu cách đó radar của Nga không bắt được. Cuối cùng hạm đội của Nga sẽ bị chìm sắp tới. Theo ý gì người ta bình luận về tình hình hôm nay, đó là ở Ukraine còn lại đất nước Nga, ây cha, cuộc diện đang diễn ra sôi động mà các báo chí bình luận xôn xao ngày hôm nay, đặc biệt nhất là Nga. Ở dưới chức bộ phòng của Nga là bộ trưởng bộ phòng hôm nay đã tuyên bố là cắt đứt đường bay, kính thưa bạn, một trong đường bay ở khu vực là Nga thí nghiệm vũ khí tên lửa hạt nhân cũng như tên lửa liên lục địa mà vừa qua tên lửa Unit của Nga đã bắn nơi đây. Thì bây giờ Nga bắt đầu đã tuyên bố là cấm tất cả các máy bay và đường bay băng ngang qua khu vực này thời gian từ đây cho đến ngày 11 của năm 2024. Tức là Nga đang chuẩn bị một cuộc tập kích mới, một cuộc tập kích đáp trả vào đất nước của Ukraine. Như lời của ông Jimmy Medvedev đã tuyên bố, Jimmy Medvedev đã tuyên bố rằng bữa nay ông cũng uống thuốc đầy đủ và lên não tiếp tục, không giống như mọi hôm. Jimmy Medvedev cho biết rằng tôi đã gửi một thông điệp cảnh báo đến phương Tây và kể cả Ukraine nhiều lần, nhưng họ đã phớt lờ lời cảnh báo của chúng tôi, và chúng tôi sẽ đáp trả một cách đau đớn nhất cho Ukraine. Chúng tôi không phải nói suông, học thuyết hạt nhân của chúng tôi đã thay đổi và chúng tôi sẽ tiếp tục thay đổi nữa, thay đổi học thuyết hạt nhân để có một kế hoạch tấn công. Ý cha, vậy là thiên liên tục thay đổi, là học thuyết hạt nhân của Nga có vấn đề họ mới thay đổi. Tại sao các quốc gia phương Tây chẳng hạn như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, với những cường quốc về vũ khí hạt nhân, họ chưa bao giờ thay đổi học thuyết vũ khí hạt nhân, nhưng Nga thì thay đổi liên tục. Tại sao? Vì chính sách hù dọa của Nga làm không thể, rằng phương Tây không hiển ngán, không sợ. Nó nói gì, nói kệ, nó không ăn tua vậy trơn. Nó nói giống như nước đổ lá môn, nước đổ đầu dịch đi, đừng có để ký gì nó. Mà chúng ta phải làm những gì để cho Ukraine đạt được thành công theo ý đồ của ông Jimmy Medvedev. Ông đã tuyên bố, ông nói những lần mà chúng tôi đã nêu ra, những lời mà chúng tôi gửi một thông điệp cảnh báo đến cho NATO và cả Hoa Kỳ cũng như Ukraine về việc mà chúng tôi đe dọa dưới vũ khí mà chúng tôi sẽ đáp trả một cách tồi tệ cho Ukraine, nhưng họ xem lời nói của tôi là vô giá trị, thì bây giờ họ sẽ nhận lấy một cái hậu quả thê thảm sắp tới. Theo lời của Jimmy Medvedev, ông đã tuyên bố còn lại một trong quan chức về giám đốc tình báo của Nga hôm nay đang kêu gọi
về Bộ An ninh Quốc gia và kể cả Putin, Bộ Quốc phòng, hãy tức tốc phủ đầu phương Tây. Từ Mỹ, Anh Quốc và cả Pháp, tất cả các mục tiêu căn cứ quân sự của phương Tây chúng ta đang có sẵn ở nơi đây. Tại sao chúng ta không phủ đầu họ và để cho họ đe dọa đến chúng ta? Tình hình hiện tại là chúng ta đang bị ở trong cái sự đe dọa của phương Tây. Chúng ta không thể ngồi yên được điều này, để rồi khi phương Tây tấn công vào chúng ta mới lúc đó mới có hành động. Theo giám đốc tình báo Nga đã lên tiếng và kêu gọi, thì đồng loạt cả ông Peko hôm nay cũng lên tiếng. Kính thưa bạn, ngủ đêm sáng ngày thức dậy, nhìn thấy là mõm chó của ở dưới chức của Nga nằm trong quốc hội từ Điện Kremlin và cho đến Bộ Ngoại giao, kể cả là Phó Chủ tịch An ninh Quốc gia của Nga, sủa hàng loạt về tình hình hiện tại, chẳng hạn như ông Lagos. Ông mới phát biểu mới nhất về việc mà thay đổi triết học vũ khí hạt nhân. Bây giờ chúng tôi phải làm mạnh hơn, và chúng tôi có một câu trả lời đáp trả với phương Tây. Vì vậy, việc mà chúng tôi thí nghiệm hỏa tiễn tầm xa, một trong loại hỏa tiễn là siêu dược âm Unit này, thì chúng tôi sẽ thành công. Và đây là một hồi chuông cảnh báo cho phương Tây biết, thì khi Ukraine đã nhặt được mảnh vỡ và những tiết lộ trưng bày, thì với hỏa tiễn này, kính thưa bạn, là không có chất nổ trong đó, đầu đạn rỗng chỉ có một ít, và có một loại chất là có thể nói là nó bằng gan và pha trộn để tạo ra chất cháy. Vì vậy khi nó rơi xuống, có nhiều tia lửa đổ xuống, nhưng Ukraine đã cho biết chúng tôi dễ dàng bắn hạ nó, vì chúng tôi đã có phương pháp, đó là theo lời Tổng thống Zelensky, ông đã trình bày và nêu ra với các báo chí. Vì vậy Nga bây giờ thì đang một cuộc chạy đua vũ trang và đe dọa tình thế cấp bách trước tình cảnh này. Thì bên cạnh đó, nói về đất nước Nga hiện nay, kính thưa bạn, nói đến công nhân mỏ than lớn nhất của Nga, 3 tháng nay không trả lương, bây giờ họ đình công và nghỉ việc, thì bây giờ sa thải trên dưới khoảng 300-400 công nhân vì họ không có lương, mà bắt buộc sa thải hay không sa thải họ cũng nghỉ việc vì không có tiền làm sao sống nổi. Điều đặc biệt hơn là với các ngân hàng của Nga, ngân hàng lớn, ngân hàng nhỏ và kể cả ngân hàng trung ương đang báo động nói đất nước Nga sụp đổ, thì một trong quan chức của Nga nằm trong Bộ Tài chánh lên án Putin về tình hình hiện tại đất nước Nga trên đường sụp đổ. Hiện nay Putin lấy cái mã của thủ đô Moscow và khoác chiếc thóc tròn lên là đất nước đang hùng vĩ, đất nước đang rằng là nhộn nhịp và hiện đại ở tại thủ đô Moscow. Nhưng chỉ cần bước ra khoảng 10 cây số ngoài ô của Moscow, quý vị sẽ nhìn thấy được cái cảnh tồi tàn của đất nước Nga kể từ đầu cuộc chiến cho đến nay. Vào buổi ban đầu thì người dân Nga vẫn tin tưởng rằng Nga chiến thắng và đạt được mục tiêu thành công, đó là chiếm lấy được Ukraine một cách ngon lành canh đào. Nhưng bây giờ thì phải nói nó còn rằng là tồi tệ hơn, nó nhầy nhụa, nó có thể nói nó dai còn hơn đĩa và không thể nào ngừng lại được. Mà cuộc chiến này chỉ có một giải pháp duy nhất, đó là Putin phải rút quân để cứu vãn nền kinh tế đất nước Nga. Còn nếu không, đến năm 2025 đất nước Nga sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thì bây giờ ông Peko, ông lên tiếng cho biết, ông nói ông nhận chỉ thị từ Điện Kremlin. Tất cả ở trên các báo chí đề cập đến việc đàm phán chấm dứt chiến tranh, thì bây giờ là Điện Kremlin đã thông báo hủy bỏ hoàn toàn, không có một cuộc chiến nào đóng băng, mà cuộc chiến ngày hôm nay
lực lượng quân đội của Nga tiếp tục một cuộc chiến tranh cho đến khi nào Nga đạt được thành công, cho đến khi nào Ukraine phải ký kết giao 4 tỉnh lỵ và kể cả đảo Crimea cho Nga. Đó là kết thúc một cuộc chiến tranh, vì đây là quyền lợi của Nga khi Nga mở cuộc xâm lăng. Thì theo đô đốc hải quân của Nga thì ông lại còn đưa lên một bức tranh tồi tệ hơn. Ông nói hạm đội Biển Đen của Nga bây giờ chỉ có cái tiếng, và hải quân của Nga ở vùng Biển Đen ngay bây giờ là chúng tôi không có vị trí nơi đây, và hạm đội đang mong hao mòn khi Ukraine đã phá hủy từ tàu đô đốc hải quân của Nga. Thì bây giờ chúng tôi không còn một cái tượng trưng nào, chúng tôi không có một cái gì để đặt nói đến là hải quân của Nga oai hùng và hùng hậu. Bây giờ đã hết rồi, không còn nữa, mà chỉ còn lại là cái vỏ không. Vì vậy với những chiếc tàu đang tản mạc khắp nơi và không dám ở một vị trí, một chỗ ở Biển Đen hay tất cả các khu vực an toàn, kể cả luôn là khu vực đảo Crimea, nơi đồn trú hải quân của Nga, nói đến hạm đội Biển Đen của Nga ở đảo Crimea là nổi tiếng, nhưng bây giờ nó cũng nổi nữa, nhưng mà nghĩ rằng là nó nổi lên đên ở bên ngoài, nó không có chỗ để đậu, kính thưa bạn, hết chỗ rồi, bị Ukraine dập cho mấy trận. Bây giờ thì số hạm đội của Nga hãy bị thiệt hại lên tới 1/3 vì tàu đô đốc không còn, còn lại chiếc tàu sân bay của Nga thì bây giờ vẫn đắp mô rỉ sét và không có tiền kinh phí để sửa chữa. Mà nếu bây giờ dồn lực kinh phí để sửa chữa con tàu này để vận hành thì nó chỉ là một cái áo khoác ở bên ngoài, nhưng sức mạnh của nó không có, trở thành vô dụng, theo đô đốc hải quân của Nga đang nhận định trước tình hình này. Thì bây giờ đất nước Nga các bạn thấy đang rơi vào ở trong tình trạng là khủng hoảng tồi tệ kinh tế. Và những ngày sắp tới ra sao về đất nước Nga mà vô danh khoái nhất ngay bây giờ, kính thưa bạn, nói đến kinh tế Nga đang sụp đổ, đồng rúp của Nga là đang chạy hụt hơi, mà có thể nói trong năm 2025 nếu như Putin không chấp nhận ngồi vào cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh thì xem như đất nước Nga sụp đổ trong năm 2025 về kinh tế. Đó là một trong tin tức đặc biệt về đất nước Nga. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở châu Âu, cục diện ở châu Âu, nó một trong tin vui mà G7 hôm nay đã tuyên bố là đã ký kết hoàn tất và hỗ trợ cho Ukraine 50 tỷ đô la của cái gói năm 2025, còn lại các quốc gia khác hỗ trợ vài chục triệu, vài trăm triệu từ gói vũ khí này, gói vũ khí kia sẽ hỗ trợ cho Ukraine nhiều hơn nữa, đó là về mặt vũ khí và tài chính. Thì Ukraine bây giờ ấm bụng rồi, dưới gói vũ khí mà 8 tỷ còn lại của Hoa Kỳ, mà nếu như ông Biden mà quốc hội giải ngân cho Ukraine thêm 8 tỷ nữa là 16 tỷ trong năm 2025, không cần lo lắng. Còn lại các quốc gia châu Âu tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine như lời của Thủ tướng Anh Quốc và kể cả Pháp cũng như Đức đã từng tuyên bố là chúng tôi không để cho Ukraine thiếu thốn vũ khí. Đó là một trong tin tức đáng mừng cho Ukraine. Các bạn biết Nga bây giờ nói đến việc trả đũa Anh Quốc, ây cha, trả đũa qua trả lại. Trong những ngày qua Nga trục xuất đại sứ Anh Quốc ở tại Moscow, và Nga cáo buộc là đại sứ Anh Quốc đã làm gián điệp, kính thưa bạn. Thì họ chỉ mượn một cái cớ để trục xuất đại sứ Anh Quốc rời khỏi ở Moscow. Thì còn lại bây giờ Anh Quốc đã tuyên bố là cấm vận tàu chở dầu của Nga 18 chiếc. Ây cha, kính thưa bạn, xem như 18 chiếc này không có nơi để đậu, và họ cũng không có chạy được đường nào, cũng không bán cho ai. Thời gian qua vô danh có thưa cùng với tất cả các bạn nói đến việc dầu hỏa của Nga xuất khẩu đứng vào hàng đầu,
là bán rẻ bán mắc, ở là của đổ mà hốt. Thì nhiều quốc gia đã mua dầu quả của Nga, chẳng hạn Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác. Thì bây giờ họ cũng hoảng sợ, họ sợ lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ và họ không mua dầu quả của Nga nữa, vì cũng như trước kia họ đã mua phì bụng rồi, thì bây giờ chỉ chờ đợi. Kính thưa bạn, thì Nga làm gì có đủ nguồn lực kinh tế để hỗ trợ cho cuộc chiến tranh này? Cái cỗ máy chiến tranh này là cái cỗ máy bào mòn về ngàn đô la tài sản kinh tế đất nước Nga. Thì nếu như Nga không đủ sức thì kính thưa bạn, xem như xong phim của năm 2025 tới đây mà theo dự báo người ta đã tuyên bố ở vào thời điểm này. Thì ngay bây giờ cuộc họp ở tại Liên minh NATO, từ Tổng thư ký NATO và luôn cả các thành viên đang dẫn động cho Ukraine gia nhập vào Liên minh NATO bây giờ. Và cái giải pháp này chỉ có giải pháp duy nhất, muốn tránh đi cuộc chiến tranh để tam tứ chiến, thì mấy ổng đưa ra người thì trời người sụp, và cũng có thể nói là không có chấp thuận điều kiện đó vì giữa lúc chiến tranh vẫn còn. Cái giải pháp chỉ đưa ra để dọa Nga cho nó vui thôi, kính thưa bạn, chứ còn lại Ukraine gia nhập vào NATO bây giờ thì rất khó khăn. Và cũng như cả châu Âu, Hoa Kỳ không bỏ quên Ukraine mà hãy tiếp tục hỗ trợ Ukraine nhiều hơn nữa. Tại sao người ta đề cập đến vấn đề này và nhiều chi tiết nói về Ukraine địa chính trị? Kính thưa bạn, rất quan trọng, đất nước của Ukraine là lọt ngay vào cái địa chính trị giữa Nga và Ukraine, và Ukraine có tài sản nguồn lợi, đó là hầm mỏ. Với những hầm mỏ của Ukraine chưa khai thác, theo ước tính từ Tổng thống Zelensky mà ông đưa ra lên tới 1.000 trang về tài nguyên của Ukraine là lên tới 340 tỷ đô la, là một trong con số khổng lồ. Với khoản tiền này và chưa tính đến việc tái thiết đất nước, vì vậy về mặt tài sản Ukraine đã có, thì bao nhiêu quốc gia cũng ùn đổ xô để chi tiền cho Ukraine. Đó là thứ nhất. Thứ hai, nếu như địa chính trị mà không chi tiền cho Ukraine thì kính thưa bạn, châu Âu còn thê thảm hơn. Bây giờ ông chủ nợ lớn đó là Tổng thống Zelensky, ông bắt buộc phải khai thác nguồn tài chính từ châu Âu lẫn cả Hoa Kỳ. Hãy chi cho ông không chi không? Thì coi như cái tiền mà các ông viện trợ cho chúng tôi đó, là xù hoàn toàn, kính thưa bạn. Mà còn ngược lại, các ông phải bỏ ra một cái khoản tiền khổng lồ để bảo vệ thành trì của châu Âu. Không có đường lựa chọn, không có một giải pháp nào để giải quyết trước tình cảnh này. Vì vậy là Ukraine có lợi thế hơn với các quân khác, đó là một cái may cho Ukraine, kính thưa bạn. Mà cuộc chiến thì các bạn đã biết là đi đến tàn khốc và có thể làm cho người dân giữa hai bên, từ Nga lẫn cả Ukraine, là rơi vào tình trạng tồi tệ nhất chưa từng có. Nói đến về tình hình ở châu Âu hiện tại ngay bây giờ, và châu Âu hiện nay có nhiều tin tức đang sôi động. Anh Quốc tiếp tục lên tiếng, từ Bộ trưởng Bộ phòng và Cốt Lan Gia đang tiếp tục mở cuộc điều tra với những chiếc máy bay lạ hiện nay đang dây dẫn vào căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, kể cả tàu hàng không mẫu hạm Nữ hoàng Elizabeth. Nhiều lần mà Anh Quốc đang báo động đỏ từ Cốt Lan Gia cho biết là chúng tôi sẽ mở cuộc điều tra và phạm vi rộng của các quốc gia nằm trong châu Âu, kính thưa bạn. Cốt Lan Gia thì tương tự như FBI, kính thưa bạn. Vì vậy các cuộc điều tra của họ dễ hơn mà nắm được những tin tức đặc biệt để mở cuộc điều tra máy bay đó từ đâu xuất hiện, đang đe dọa Anh Quốc, và có phải là của Nga hay không thì người ta chưa xác định cụ thể. Chẳng hạn như chiếc bay chở hàng hóa mà rơi ở bên Đức vừa qua, mà vô danh có thưa cùng tất cả các bạn là chiếc máy bay này cũng là rất nguy hiểm, do Nga tạo ra, vì người ta chưa xác định cụ thể, nhưng là chỉ có phương án đó chứ không có cách nào máy bay vận tải chở hàng hóa mà rơi một cách kỳ lạ như vậy.
Đó là những gì về tình hình châu Âu người ta đặt vấn đề hôm nay. Hay bây giờ cuộc họp thượng đỉnh NATO, hậu của nó sau này và những gì mà các báo chí bình luận chia sẻ hôm nay, thì đầu tiên nói đến là ngoại trưởng của Estonia, ông không chấp nhận về việc đưa quân đến Ukraine, dù rằng ở cái giải pháp nào, nhưng cái giải pháp của ông đưa ra, ông nói chúng ta không cần phải bận tay bận chân, không cần phải mang dao to búa lớn để đưa quân đội của mình đến Ukraine. Cái giải pháp này chưa cần thiết, mà cần thiết nhất ngày hôm nay là chúng ta hãy cung cấp vũ khí cho Ukraine và tài chánh. Vì sao? Vì đất nước của Ukraine nó có nhiều nhân tài, kỹ sư, bác học, có tất cả những người này họ đang sản xuất vũ khí và họ chế tạo từ hỏa tiễn, tàu ngầm, kể cả máy bay. Họ làm được. Kể cả Tổng thống Zelensky, ông cũng không cần kêu gọi đến quân đội NATO bảo vệ, mà cần hỗ trợ tài chánh và vũ khí cho ông. Vì vậy tôi thấy rằng là quý vị đừng bàn nhiều lộn xộn mất công, mà hãy tập trung tài chánh hỗ trợ cho Kiev. Đó là điều khả quan nhất. Đó là một trong tin tức ở tại châu Âu, kính thưa bạn. Hôm nay thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình Trung Đông. Nói đến Trung Đông, cái bước ngoặt đầu tiên đáng mừng và cũng có thể nói là đáng lo lắng. Hiện nay Tổng thống Biden và khu vực của Ả Rập Xê Út đã tạo ra một việc thuận lợi để ngừng bắn giữa Ebola và Do Thái. Thì chưa có 04 giờ, kính thưa bạn, Do Thái trong ngày hôm qua, rạng sáng hôm nay là bắt đầu một cuộc oanh kích dầu ở Liban. Ây cha, một cuộc oanh kích hãy nói là khốc liệt chưa từng có. Theo tin tức từ lực lượng lưỡi liềm của CIA cho rằng lực lượng Do Thái đã oanh kích và cắt đôi ở tuyến đường giữa biên giới Liban và Syria, làm cho 18 người đã bị thương trầm trọng, và trong đó có những người tình nguyện trăng lưỡi liềm đã bị tử vong. Đây là một trong hành động của Do Thái mà lưỡi liềm đã tuyên bố. Thì kính thưa các bạn, nói đến là với lực lượng lưỡi liềm này, kể từ khi động đất ở tại Thổ Nhĩ Kỳ thì họ thành lập cái đơn vị này, và cuộc chiến tranh ở Syria kéo dài thì cái đội tình nguyện viên này rất là đông, trên dưới gần cả hàng ngàn người, mà cũng có máu mặt giới quốc tế, kể cả Liên Hợp Quốc. Họ nhận được nhiều lương thực hỗ trợ cho người dân của Syria, và kể cả luôn cuộc chiến ở tại Liban cũng như ở tại Palestine hiện nay. Vì vậy là Do Thái muốn tính sổ phủ đầu trước, và sau khi bước vào cuộc ngừng bắn thì không ai đụng ai. Tức là Do Thái đã tính toán rất kỹ lưỡng, bắt đầu mới mở một đợt tập kích sâu ở bên trong của Liban và dùng biên giới cắt chia đoạn đường này. Đó là một trong tin tức về Do Thái tập kích ở vùng biên giới thuộc phía bắc của Liban và Syria, kính thưa bạn. Còn lại cuộc đàm phán, theo tin tức mà Tổng thống Biden ông sẽ tuyên bố vào khoảng 12 giờ giờ địa phương ở tại Trung Đông, thì giữa lực lượng Ebola và lực lượng của Do Thái sẽ đình chiến và đóng băng cuộc chiến, kể cả luôn Hamas, để đi đến một cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh. Thì không biết có đạt được thành công hay không, hay một vài ngày sau khi đó lực lượng của Ebola bắt đầu họ sẽ tấn công vào biên giới. Về dùng biên giới thì khó có thể nói là ổn định được, họ bắn xong xuôi họ chạy về bên kia, xem như xong phim quầy tiền. Đó là nói đến tin tức đáng mừng về việc đàm phán để ngừng bắn. Thì cuộc đàm phán này cả quốc tế, từ Liên Hiệp Quốc lẫn cả Anh Quốc, Pháp, Ý và cả Hoa Kỳ, kính thưa bạn, bước ngoặt này để tìm cách tháo ngồi nổ ở Trung Đông. Và sau khi Tổng thống Donald Trump ông nhậm chức
ông sẽ làm việc dễ hơn và kể cả Iran. Đó là một trong tin tức đặc biệt về Trung Đông, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình khu vực châu Á của chúng ta. Nói đến khu vực châu Á đang nổi cộm, và từ Bắc Triều Tiên cũng như có dính líu luôn với Thổ Nhĩ Kỳ và những vấn đề ra sao. Nói đến về Hoa Kỳ, đột nhiên Ngũ Giác Đài đang tuyên bố về Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong khu vực châu Á của chúng ta. Và nguyên nhân nào Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ là được phép sử dụng F-400 mà Hoa Kỳ không cần phải kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ giao hệ thống F-400 cho Ukraine, và kể cả không được sử dụng hoạt động, vì Hoa Kỳ đã xem xét và cũng như tìm hiểu F-400 của Thổ Nhĩ Kỳ mua của Nga là cùi bắp vô dụng, bây giờ muốn bắn một trái tên lửa để trúng mục tiêu, trước tiên hãy mang định vị đến đặt ở cái khu vực đó, kính các bạn, và có thể gắn hệ thống điện tử, vì Nga chơi trò điểu với Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 4-5 tỷ đô la hệ thống F-400 này. Như vậy bắn mỗi phát mỗi chính xác, đến khi Thổ Nhĩ Kỳ điều tra và xem qua ở tất cả các mẫu tên lửa của F-400 thì rõ ràng trước khi bắn phải có định vị gắn gõ đàng hoàng. Ấy cha, nghĩa là Nga cũng chơi cái chú cú lừa ngoạn mục. Mà phải nói về Putin là các bạn biết là dân điểu mà. Bây giờ thì Putin vẫn nói xảo trược, vẫn nói là ăn đằng sóng đằng gió. Họ chỉ được biết được là phần của họ, còn việc người khác họ không cần thiết. Chẳng hạn như xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine hiện nay, và kể cả luôn là Putin kêu gọi Kim Jong-un và gửi lực lượng quân đội của Bắc Triều Tiên đến đất nước Nga để trao đổi công nghệ vũ khí, tên lửa, vân vân, nhiều hình thức. Hay bây giờ từ Ngũ Giác Đài cũng đã tuyên bố là Bắc Triều Tiên đã ký xong và chuẩn bị gửi quân đến, có thể nói là hàng trăm ngàn quân. Hiện nay con số đầu tiên cho rằng là 50.000 quân. Như vậy cộng tới 13.000 quân còn lại là 63.000 quân. Và bước kế tiếp, nếu như Nga không giải tỏa được ở tỉnh quốc, không đẩy lùi lực lượng quân đội Ukraine ra khỏi tỉnh quốc, thì Bắc Triều Tiên sẽ trang diện thêm 50.000 quân. Và với vũ khí do Bắc Triều Tiên cung cấp, nói đến về vũ khí Bắc Triều Tiên, thì Bắc Triều Tiên nó cũng muốn dẹp cái kho cũ của nó. Bây giờ cuộc chiến ở Ukraine là thuộc về một cái đống rác phế thải. Các bạn biết từ Hoa Kỳ, Nga lẫn cả là châu Âu, kể cả luôn là Bắc Triều Tiên cũng muốn giải quyết cái kho vũ khí cũ kỹ này, đừng để nó tồn tại rồi mang họa vào thân, hãy lấy cái mới bỏ vào. Vì vậy chiến trường ở Ukraine càng lúc càng đang sôi động mà không bao giờ dập tắt, mà cuộc chiến nó sẽ còn kéo dài nhiều đăng đẳng sắp tới nữa. Theo những gì người ta đang bình luận về khu vực châu Á mà Kim Jong Un đang nghĩ rằng là phô trương hôm nay, còn lại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ từ cuộc thương chiến, thì bây giờ nói đến khối an ninh quốc của Hoa Kỳ ở tại châu Á, khối an ninh này gồm có Hoa Kỳ, Úc, New Zealand và Canada, kể cả luôn là Anh Quốc, kính thưa bạn. Thì bây giờ Trung Quốc đang nhảy đôn nhảy đáo và đang lên tiếng là Hoa Kỳ đang đe dọa đến Trung Quốc và đưa tàu ngầm hạt nhân với hàng trăm quả tiễn Tomahawk và kể cả quả tiễn chống hạm. Bây giờ thì Hoa Kỳ đưa 5 hạm đội tàu ngầm hạt nhân ở khu vực ở vùng biển đảo Guam hiện nay, và Hoa Kỳ đang củng cố với tất cả quả tiễn đó ở tầm bắn là 5.500 cây số, kính thưa bạn. Ây cha, Trung Quốc kìa là đang teo liền, kính thưa bạn. Và cộng thêm nền kinh tế bây giờ thì Hoa Kỳ đang bố ráp tất cả các công ty hãng xưởng làm ăn có liên quan với Trung Quốc, và kể cả những công ty nào mà từ trước tới nay
chưa làm ăn với Trung Quốc cũng đều có cuộc điều tra về mặt tài chính. Thì Trung Quốc bây giờ cái đồng nhân dân tệ của Trung Quốc cũng chạy theo đồng rút của Nga đang cắm đầu đi xuống. Nhưng đất nước Trung Quốc có dược vị được hay không? Hay là nền kinh tế của Trung Quốc đang dễ chết? Thì bây giờ người dân Trung Quốc mới nói nhận định, tôi đã thấm rồi, tôi đã hiểu được rồi. Khi sức mạnh kinh tế Trung Quốc không còn nữa, sức mạnh kinh tế Trung Quốc chỉ là một chiếc áo khoác, một chiếc áo lông ở bên ngoài sau khi đụng cơn mưa chèm nhẹp, và nó không còn ý rằng là được đẹp đẽ nữa, mà nó trở thành vô dụng tơi tả. Theo các chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, thì bây giờ hàng loạt người đang tháo chạy, kính thưa bạn, tháo chạy khỏi đất nước Trung Quốc. Các bạn thấy một số chạy về Hoa Kỳ, một số chạy đi các quốc gia châu Á để họ tìm đường, họ cứu sống, cứu vãn đời tư cá nhân của họ và tài sản của họ. Còn nếu như ở Trung Quốc là chết chắc, nhưng còn lại người dân Trung Quốc thì sao? Nó còn thê thảm hơn nữa. Người dân Trung Quốc thì bây giờ đang gặp khó khăn, vấn đề nền kinh tế và không có công ăn việc làm. Cái quan trọng nhất là công ăn việc làm. Như trước kia đến ở Thượng Hải, ở tại Bắc Kinh, Triết Giang, Sơn Đông, Quảng Châu, Quảng Giang là Hồng Kông, vân vân, luôn cả Giang Nam, thì chỗ nào cũng có việc làm hết. Chỗ nào thì chủ và các công ty hãng trưởng năn nỉ lại lục làm. Bây giờ nó ra đâu, đừng tới đây mất công mệt lắm, vì tôi còn nghỉ việc nè, tôi là chủ tôi còn nghỉ việc, thì còn đâu mở việc làm cho các anh. Nếu có mức lương rẻ mạt và chỉ đủ tiền ăn lại trả tiền nhà là hết hạn. Vì vậy người Trung Quốc đang tuyệt vọng. Bên cạnh đó thì Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục đe dọa đến Đài Loan. Tại sao Tập Cận Bình phải đe dọa? Vì nếu không đe dọa thì người dân Trung Quốc họ cũng có thể lật đổ Tập Cận Bình. Nhiều diễn biến ở tại đất nước Trung Quốc mà người ta đang nêu ra hôm nay. Và đất nước Trung Quốc nếu như Nga sụp đổ, nền kinh tế của năm 2025, kính thưa bạn, thì Trung Quốc sẽ đi theo là cùng một bọn chìm xuồng lẫn nhau, trong đó có cả Iran. Vì hiện nay Hoa Kỳ đang cấm cố, đặc biệt nhất là với lời của Tổng thống Donald Trump, ông quốc thế, ông quốc thẳng luôn, quốc chơi xe láng, chơi rằng là không nhường bước. Những gì mà Tập Cận Bình đã nêu ra hôm nay thì cuộc thương chiến này ở khu vực châu Á, chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới, những ngày mà phải nói ở khu vực châu Á Thái Bình Dương của chúng ta. Trong năm con rắn là một năm đầy gian nan khó khăn, là đến năm rồng rắn máu đào mới ghê, kính thưa bạn. Vì vậy bây giờ có đúng như vậy hay không theo những gì người ta đã nêu ra, thì chúng ta hãy chờ xem đến năm con rắn này, và năm con rắn này có thật sự đi đến cái cảnh tượng khốc liệt và cả thế giới sụp đổ hay không. Đó là một trong tin tức về tình hình giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, kể cả luôn khu vực Đài Loan. Thì còn lại về Philippines, hiện nay theo Tổng thống Philippines, ông cho biết, ông nói tôi rất hoan nghênh Hoa Kỳ đã thiết lập hệ thống lá chắn và cả hỏa tiễn để bảo vệ khu vực châu Á của chúng ta, vùng Thái Bình Dương. Thì bây giờ Philippines đang tiến hành để nghiên cứu đặt hệ thống radar, và sau khi đó là lắp ráp hệ thống lá chắn và kể cả hỏa tiễn tấn công. Một trong tin tức đặc biệt, phó tổng thống của Philippines vừa qua có những tin tức đang bàn luận xôn xao về việc đe dọa ám sát tổng thống ở Philippines, kính thưa bạn. Thì những cái tin lập lờ mà du danh chưa xác nhận được, nhưng trở thành bây giờ là tin nổi cộm, nói bà phó tổng thống bà muốn ám sát ở cụ tổng thống Duterte vì ông là phạm tội diệt chủng chống nhân loại về vừa qua diệt ma túy. Thì không biết nguyên nhân nào mà các báo chí bình luận xôn xao và đưa ra cái lời lẽ của bà. Thì bây giờ bà đang nói rằng là bị chất vấn từ văn phòng quốc hội của tổng thống và quốc hội Philippines. Bà cũng có thể rời chức vì giữ chức vụ của phó tổng thống không có quyền phát biểu bừa bãi, phát biểu rằng trên trời dưới đất.
Thì đó là một trong tin tức về Phi đang sôi động hôm nay, kính thưa bạn. Thì bây giờ nói đến tin tức về Campuchia, con kinh đạo Phù Nam Techo thì tiếp tục đang dậy sóng trở lại. Ây cha, ấy Hunmanet bây giờ đã tuyên bố là tạm thời chúng tôi đình chỉ và ngừng đào con kinh đạo Phù Nam Techo vì lý do là ông không nói là thiếu tài chính mà lý do vì trời mưa. Nhưng ngược lại theo các báo chí và luôn cả người dân Campuchia vừa qua và cho đến hôm nay đang bình luận là đất nước Campuchia không đủ tiền để đào con kinh đạo Phù Nam Techo này, theo ước tính là con số dự trù 1 tỷ 7 đô la. Nhưng bây giờ theo kế hoạch mà đã nêu ra, với con kinh đào hiện nay chiều ngang và chiều dài của nó, độ sâu của nó thì chiều ngang 12 mét và chiều sâu 8 mét, mặt nước gian rộng của nó, thì những con tàu chở hàng hóa không đi được, bắt buộc phải sâu hơn, lớn hơn, và mức đầu tư đã đến 2 tỷ rưỡi đô la. Vì vậy trong cái việc tranh cãi này còn đang bàn tán xôn xao. Vừa qua Trung Quốc đã bác bỏ thông tin là Trung Quốc sẽ hỗ trợ cho Campuchia với con kinh đạo Phù Nam Techo này, vì tình hình mỗi lúc mỗi thay đổi. Hiện nay tại sao người ta phải Nga, Trung Quốc phải hủy bỏ cái vấn đề con kinh này sau khi cuộc chiến ở Ukraine, thì càng lúc nó càng phức tạp. Và với vũ khí hiện đại ngày hôm nay để đào con kinh đào đó mà chở hàng hóa, chở vũ khí, chở phương tiện chiến tranh đi ở trên con kinh đó, kính thưa bạn, là chết chắc. Vì con kinh nó chút xíu à, mà vũ khí ngày hôm nay kể cả máy bay không người lái thì những chiếc tàu này chạy đường nào? Tập Cận Bình thấy điều đó, cũng như luôn cả Bộ trưởng Phòng Trung Quốc ông Đổng Quân. Ông nói không được, không được, chơi kiểu này không ổn đâu. Chơi kiểu này ở ngoài biển mình có thể còn léo lách, mình chạy chỗ này chạy chỗ kia được, còn xuống con kinh này là chịu trận, chẳng khác nào giống như con trâu bị buộc cần cổ, xóa mũi dắt đi là xong phim. Vì vậy Trung Quốc không chơi. Đó là một trong tin tức ở kinh đào Phù Nam Techo hôm nay ở đất nước Campuchia, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức Việt Nam của chúng ta, và tin tức Việt Nam còn xui nữa, vui kính thưa bạn. Ở tại Sài Gòn bây giờ đang phô trương về vấn đề tượng đài công an bảo vệ người dân ở Sài Gòn, kính thưa bạn, là nói đến thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đang biểu dương lực lượng công an là lực lượng chính quy, lực lượng bảo vệ người dân. Chỉ có lực lượng công an mới có đủ sức để cho Sài Gòn được yên ổn, Sài Gòn ngủ không cần phải đóng cửa nhà. Tất cả mọi thứ với hình ảnh lực lượng công an mà cái tượng đài nào là công an dắt em bé, dắt bà già, kính thưa bạn, qua những hình ảnh trước kia mà công an ở Sài Gòn họ đã chụp và làm mẫu, thì bây giờ họ xây cái tượng đài này nhưng không nói là bao nhiêu tiền đó. Tiền bạc thì với công an không quan trọng, tiền bạc ở nhà là chính, cái mà chính sách của công an là chính, chính sách bảo vệ dân ở Sài Gòn không bị trộm cướp, không bị người cướp giật ở Sài Gòn, đó là chính. Nhưng tiền bạc là 10, kính thưa bạn, tiền bạc là tới 10 lần. Các bạn thấy nói ở Sài Gòn hiện nay dưới đội công an, từ công an bảo vệ, công an khu vực, công an này không kia, là họ không làm, họ không có lương, mà lương của họ đó là họ đến thu tiền bảo kê tường bảo vệ ở các tiệm búa, nhà hàng, giữa dân. Nếu như mà mày hỏng đưa tiền ha, tao tới tao vô tao hỏi giấy hoài, tao hỏi giấy người này tới người kia, xong xuôi là ai dám tới ăn nữa, hiểu, cuối cùng đóng cửa dẹp rồi là xong. Nói về công an là chính xác, ngày hôm nay bảo vệ là chính, tiền bạc là 10, vì phải có bảo vệ mới có tiền, đó là tiền bạc lên tới 10. Một trong nhân vật đặc biệt của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong Quốc hội đang nêu ra với tình hình hôm nay về việc ủy viên Quốc hội, kính thưa bạn, là ông Hà Sĩ Đồng. Ông nói, trời, tôi phải nói tôi rất là vinh dự, Việt Nam của chúng ta bây giờ chưa có một quốc gia nào mà trong một ngày chúng ta đưa ra luật áp thuế giữa hai cái luật thuế mà cần thiết nhất
cho thế giới ngày hôm nay. Thế giới cần phải học hỏi chúng ta, đó là thế bảo vệ môi trường và tài nguyên. Kính thưa bạn, áp thuế giữa những người chạy xe, từ xe gắn máy, xe hơi, xe đò, hay nói chung về xe gì, đều phải đóng thuế môi trường những ô nhiễm mà từ carbon xà măng xịt ra. Đây là luật thuế đóng ở mức là 25%. Trời trời, Việt Nam thì họ làm không ra tiền, mà thuế cái gì cũng thuế đầy hết, chỗ nào cũng thế. Đó là thuế môi trường. Và thuế an toàn chắc chắn là xăng. Kính thưa bạn, thuế xăng đưa ra hai cái luật thuế này là ngon lành cành đào, ngủ chỏng cẳng cũng không mất phần mềm, cũng như không mất đồng bạc nào. Còn lại thuế giặt, chẳng hạn những công ty hãng xưởng sản xuất xe gắn máy hay các tiệm sửa xe đều phải mức thuế 50%, rào xăm, đè lột áo nữa. Lột áo chưa đủ, còn lột quần không. Còn lại nói đến về mức thuế giặt, kính thưa bạn, mỗi một người dân và ở trong ngân hàng, cái khoản tiền thu vào hàng năm, buôn bán online hay làm bất cứ điều gì mà thông qua mạng, với hàng năm như vậy có được là mức thu nhập 200 triệu đồng Việt Nam, hề đóng thuế ở mức 5%, thế giặt để ăn cà lem hoặc là uống bia cho vui. Kính thưa bạn, đó là theo lời của ông Đồng, ông đã tuyên bố về các mức thuế. Thì các bạn tính Việt Nam của chúng ta thì những tòa nhà cao ốc đầy dãy hết trơn, toàn là cái lũ hút máu, toàn là những người ở trên đó, những người dơ dét tài sản người dân, mà người dân thì cuối cùng làm còng lưng để đóng thuế cho Đảng Cộng sản Việt Nam, ăn no rồi để tìm dắt ốc ra, để tìm cái phương hướng nào để tiếp tục lấy thế người dân nữa. Mà nếu như người dân của chúng ta không có động đậy, bất động đó kính các bạn, không phản động để chống lên tiếng nói đó, thì tôi nghĩ rằng những năm sắp tới Việt Nam, người dân của chúng ta sẽ còn khổ sở nhiều hơn nữa. Bây giờ chưa gì hết, nói đến đầu năm của năm 2025, kính thưa bạn, hãy tất cả những người live stream ở trên mạng Facebook hay qua gian mạng để buôn bán, anh phải đều ghi số telephone mà anh hãy điện trực tiếp với nhà quản lý và anh xin để live stream. Ây cha, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam đang quản thúc chúng ta, quản thúc về tự do ngôn luận, tiếng nói của chúng ta. Như vậy, trước khi muốn vào live stream thì chưa gì hết, nó bắt số điện thoại, địa chỉ, tên tuổi đã có trong đó, xác nhận qua, nó chuyển đến là đội AK-47, là tiếp tục coi cô này làm gì, anh này làm gì và có phản động hay không. Nếu phản động, chụp lấy liền, dễ khỏi cần phải mất thời gian, mất tốn công để tìm kiếm thêm sự vụ. Đó là một trong tin tức Việt Nam hôm nay. Dần vô danh có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của vô danh. Vô danh xin kính chúc sức khỏe các bạn vui vẻ, khỏe mạnh. Hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.